Liên phụ bạn thân tới Nga lên tiếng đa xéo, ăn chủ căn nhà triệu đô. Cho đến ngày hôm nay, một thành viên trong nhóm bạn thân của Thiên Nga, Liên Vũ đã có động thái trước vụ việc ồn ào của bạn thân. Thế nhưng những lời từ phía Cindy Phương Phan mới đây livestream thông báo, tôi đã nói rồi, anh Liên Vũ đã hứa sẽ không xen vô câu chuyện này. Nhưng thật bất ngờ ngày hôm qua, trên trang cá nhân của mình, Liên Vũ đã có động thái nói những lời ân ý như sau. Nhiều khi thấy đời nó vui vui sao á, ăn bao nhiêu mặc bao nhiêu, hình như có ông trời ổng sắp đặt sẵn. Nên ông bà mới có câu, làm cho lắm, tắm cùng ở nhà. Đặc biệt là đi đường tắt còn chết nữa. Để kể cho cả nhà nghe, là hồi nhỏ Liên Vũ chuyên gia đi đường tắt, vì đường chánh ưa bị chặn đánh, vì nghĩ về nhà lẹ không ai phát hiện. Nhưng hỡi ơi, ta nói nó trong gai, chó sủa và đầy bông bạch tuyết trắng cả lối về. Nên từ đó đời dạy cho Liên Vũ một bài học nhớ mãi đến già. Đường đường chánh chánh thôi, đường ta cứ đi, từ từ nhưng bền vững, mò mò rồi cũng tới. Con rùa chạy nhanh hơn con thỏ. Sau đó có hơn 300 khán giả vào bình luận. Đúng đó anh, đi chậm mà chắc. Đọc bài viết của em và suy ngẫm thấy thấm, thấm sao ý. Chị rất thích các suy nghĩ và hành động của Liên Vũ. Để ta nói, người hại không chết, trời hại mới chết. Người làm trời nhìn, sẽ có người giết hắn thay ta. Đã xé giùm, Thí Nga. Hello anh trai, vậy anh đi đường thẳng luôn đi. Anh nói chuyện rất chuẩn đấy, hi hi. Thí Nga cũng vào bình luận. Ngụ ý, tâm tí, đá xéo thiếu gia. Liên Vũ trả lời, hồi nhỏ không có tham gia đồ bóng, vì thấy anh Mi mong manh dễ vỡ, nên không biết đá xéo, chọi thẳng. Thí Nga, thiếu gia dỗm, đây bị ăn gạch, chắc lại dư say nhiều nhà rồi. Khán giả qua em ăn, 8 cái coi, gì mà cứ nói móc qua móc lại câu chuyện làm suy nghĩ nhũng não luôn. Đúng rồi đó, em trai, đi con đường chánh đạo, chậm mà chắc, đừng vội vàng muốn nhanh đến đích, thì hỏng mất hết tất cả đó nha. Cánh cửa này đóng, sẽ có cánh cửa khác mở, cứ vui vẻ nhé. Mong mọi điều tốt đẹp nhất đến với Liên Vũ. Chúc buổi tối Kali thật nhiều niềm vui. Liên Vũ nói đúng, không phải chỉ nhiều chuyện. Nhưng Liên Vũ lên tiếng thì chị mới hỏi em Thí Nga. Bạn thân lâu năm mà mua nhà, sao không tham khảo ý kiến hỏi Liên Vũ? Là vì em làm xe về bất động sản mà, để bị lừa một cách tinh vi như vậy. Thấy Thí Nga bị như vậy, thân gái một mình nuôi con, chị rất đau lòng. Một tình bạn đẹp, một kẻ thù bẩn, như thế mới tô điểm cho cuộc đời Thí Nga. Cuộc đời phẳng lặng quá, sẽ không có gì thú vị và rất nhàm chán. Chạy không nổi thì đi, đi không nổi thì bò, cuối cùng cũng đến đích, anh Leon nhỉ. Leon nói cũng hiểu được đôi chút. Liên Vũ nói đúng, mình tốt thì cứ đường thẳng mà bước đi từ từ, cũng đến con đường vinh quang. Người xấu thì họ cũng chỉ lo quanh trong ngõ cụt thôi. Ông trời có mắt em à. Thấy anh nhắc chuyện xưa, chắc anh thương ngoại nhiều lắm. Ai mà ở bên cạnh ông bà xưa nhiều, là người đó rất có tình cảm luôn, dạy con cháu sống đạo đức, là nền tảng để xây dựng độc lập vững vàng. Ở Mỹ 35 năm, mình cũng thường nghe những chuyện mua bán nhà cửa, lường gạt như đây, là lần đầu tiên mình được biết có vụ con buôn chuyên mua bán nhà cửa kiểu này. Mình có từng nghe có loại loan vay nợ, chỉ cần trả tiền lời 5-6%, chứ chưa nghe loan nóng với tiền tới 10%, cao như vậy. Cái thằng Minh luôn bán lường gạt, đã tới số bị ông trời vạch mặt rồi. Ông trời chỉ mượn tay Thí Nga để đưa thằng này ra ánh sáng. Mặc dù Thí Nga phải trải qua những nhức đầu, nhưng Thí Nga đã đem đến một bài học rất đáng giá cho nhiều người. Cảm ơn Thí Nga đã phải làm bia đỡ đạn cho nhiều người, không phải làm nạn nhân của những tay lừa đảo. Một khán giả cũng đồng cảnh ngộ với Thí Nga viết, mình cũng vừa mới mua nhà xong và xém chút cũng phải mượn loan nóng, vì không rành luật, không rành tiếng Mỹ và vì tin tưởng những người môi giới mua bán nhà. Sau khi xem clip của Thí Nga giải thích về trường hợp của bạn, mình cũng thật rất bức xúc. Tuy là nói xém chút, nhưng mình cũng bị mất một số tiền khá lớn. Mình thì không có nhiều tiền đâu, chỉ là một công nhân viên chức bình thường thôi. Thế nên mình cũng đã gặp rất nhiều khó khăn sau đó. Chẳng trách ai được, chỉ trách mình lơ tơ ngơ thôi. Mình hiểu được hoàn cảnh của Nga lúc này, mình rất thông cảm với Nga. Thật cảm ơn Nga về clip video đó, mong rằng nó sẽ giúp rất nhiều người lần đầu mua nhà tránh được trường hợp tương tự. Và cách đây ít ngày, Thí Nga đã đăng dòng trạng thái trên trang cá nhân của mình với nội dung đang rất buồn. Dòng trạng thái nhanh chóng thu hút công chúng, không ít fan đã vào an ủi nữ nghệ sĩ. Trước đó ngày 3 tháng 3, Thí Nga cũng đăng tải vài dòng trạng thái thể hiện sự buồn bã. Nữ danh hài tâm sự, hãy cảm ơn những lúc bạn gặp khó khăn, bởi không có khó khăn bạn sẽ không có cơ hội để hiểu mình và trải nghiệm về cuộc sống. Phía dưới phần bình luận,
dù bạn bè và người hâm mộ gửi lời an ủi, mong cô sớm vượt qua khó khăn này. Nguyên nhân khiến cho Thiên Nga mất ngủ buồn bã được biết là cô đã phải đối diện với cảnh sát do liên quan tranh chấp pháp lý về ngôi nhà mình chuẩn bị mua. Được biết cách đây một tuần, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh danh hài Thiên Nga đã bị cảnh sát ập đến nhà, yêu cầu ra khỏi nhà giữa đêm. Điều này khiến cho người hâm mộ của cô hết sức lo lắng. Sau đó, nữ danh hài bất ngờ live stream để chia sẻ rõ hơn về vụ việc này. Mấy hôm nay tôi không xuất hiện trên mạng xã hội vì có nhiều công việc cần giải quyết. Đến bây giờ mọi việc đã giải quyết xong, tôi mới live stream chia sẻ cùng mọi người. Tôi biết trên mạng thời gian qua xuất hiện một clip về việc tôi bị cảnh sát Mỹ trục xuất ra khỏi nhà. Thực ra clip đó được quay từ cách đây rất lâu rồi, chứ không phải mới đây. Gần đây tôi bất ngờ bị một số kẻ xấu đưa lại clip đó lên mạng xã hội với mục đích riêng. Hôm nay tôi chính thức lên tiếng trả lời mọi thắc mắc của khán giả. Truyền thông báo chí nhiều người đã nhắn tin, gọi điện hỏi thăm, nhưng mấy hôm nay tôi không trả lời. Tôi thấy chưa đến lúc phải nói phải làm. Với lại tôi cũng đã hứa với người bạn đứng tên chung nhà rằng sẽ không chia sẻ lên mạng xã hội để giữ danh dự, sự riêng tư và tôn trọng hai bên. Tôi cũng muốn giữ sự bình an cho mình và con gái. Tôi không bao giờ tiết lộ bất cứ thông tin gì ra ngoài. Ngay cả với mẹ tôi cũng không chia sẻ thông tin, dù bà đang rất hoang mang, cứ hỏi tôi suốt, lo lắng cho tôi sợ mẹ đau lòng nên không dám nói ra.